mình sẽ vượt qua được những khó khăn trong cái đợt bão vừa rồi ạ. Rồi mình lấy quà xong rồi mình đi về liền luôn nha, mình đóng cửa mình ở trong nhà. Tại vì bão sắp vô rồi mình không có đi ra ngoài nha. Còn mà thấy mà gió mà mạnh quá là mình đi ra cái nơi nào mà an toàn giùm con nha. Nha nha bà con, bà con ok không? Dạ. Cho quà bà con á thì chắc mời 10 hộ đặc biệt khó khăn, những người già đứng ở đây cho con xin một tấm hình rồi từ từ, từ lần lượt từng hộ nhận ra về cho nó dễ. Đã, thống nhất thôi bà con nè. Bố giờ. Chỗ này tôi cũng tha mặt cô đoàn quỹ, ủy ban nhân dân xã Văn. Tôi là như chủ tịch hội gặp đỡ và tha diện các bà con. À, xin cảm ơn là nhờ trà đỡ cao của trà đỡ của Tư Đích và chủ hội tập đỡ của huyện có làm mỗi năm. Đối với bà con cháu Văn thì tôi tha mặt cho bà con cháu Văn là xin chân thành. Mỗi suất 500 ngàn mà. Đâu có, mỗi suất quà em á là 500, tổng luôn là 500 á chị. Để của riêng bên em á là 500 một người. Để bên đây là bao nhiêu người? 500 của chị là một quà vừa ấy luôn mà. Ủa chưa em sáng quá. Đóng cả đóng cả còn trăm người bà con chúng ta là chiều nay là muốn nha, số quà 500 thôi nhưng mà chiều nay là trị giá tới 1 triệu một suất đó. Nói chung là số quà của mình đợt này là 1 triệu nha bà con, thì gồm có 800.000 tiền mặt và 200.000 quà, cho nên là con hy vọng là bà con mình sẽ vượt qua được này cơn bão vừa rồi nha. Nó chỉ là chút ít thôi nhưng mà nó cũng ấm lòng mình ngày bão rồi. Cái chỗ tam phong thì sao quá không? Lê chữ. Đại diện cho thì con. Đang nghe. Giờ mà mọi người giờ. Đây là chỗ nào tam phong có không? Một hồi nữa ông về sao? Một hồi nữa ông về sao? Dạ ý là về xa không á. À một hồi nữa ông dắt xe về đúng không? Dạ. Nhà ông gần đây không? Ông ơi nhà ông gần đây không? Dạ hồi nãy ông đi gì qua đây? À ông còn lái xe được rồi dạ. Rồi bà con chờ hết tiền. Ở 8 người. Ở đây bao nhiêu suất ta? 50 suất. Đây 50 suất ạ. Rồi con này gửi ông, cái này là phần bên phía con nghe. Rồi con gửi ông ạ. Dạ con gửi ông luôn. Dạ con gửi bà. Dạ con gửi ông ạ. Dạ con gửi bà. Dạ con gửi bà. Dạ con gửi bà. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Bà năm nay bao nhiêu? Bà năm nay 95 ạ, bà đi cái gì qua đây? Đang cháu chở hả? Dạ rồi. Bà... Dạ cảm ơn mạnh thường quân. Dạ. Dạ dạ không sao. Để đủ 80 em rồi. Không chị chụp đi không sao đâu. Để bỏ nãy tháng nó cầm cái máy gì vậy? Có máy thôi. Cái điện thoại đâu chụp một tấm hình giùm cái. Có máy chị. Lui ra chụp mới hết. Cái anh nè. Lui ra một giờ lấy một tấm thôi rồi phát từng bà con đi về. Rồi sao được chết ba to lắm. Rồi hết không em? Chụp gần luôn. Cái ghế kìa, nói chung là bà con mình nhận quà nhanh lắm. Cứ lên nhận quà thôi, rồi phong bì thì cứ qua tụi con, còn tao không đưa xong là bà con mình đi về liền luôn nha.
Tại vì bão sắp vô rồi cho nên là mình tranh thủ ha. Dạ. Rồi, bà con ôm quà về rồi để lần lần khó con từng người lại. Bác không nổi không? Rồi con chịu cho. Dạ đâu rồi. Ủa sao ông cột kia đâu mà cứng như vậy? Dạ đó đó có rồi, có một anh một phụ con ở trong rồi á. Tu cha ông cầu gì mà đẹp quá mà. À con gái không ta? À 92 tuổi ở một mình. À, ông có con cháu gái cả. Ông ghét hay là ông chữa? Dạ. Dạ hôm bữa bỏ rồi ông ở gì á? Ông đi qua nhà hàng xóm nè. Rồi, một hồi nữa ông rút cái này ra là được rồi nha. Chứ cột chặt quá. Dạ, đây thôi con dắt luôn ra đây rồi ông đi về nha. Trời mày ơi đạn chứ đâu có nhẹ đâu. Đây. Rồi ông dắt từ từ về nha. Con kéo áo lên nè. Ông giữ cái xe đi, con kéo áo lên cho nè. Rồi. Nào, ông về luôn nha, giữ gìn sức khỏe không ha. Tội nghiệp với ông trời. Đưa điện thoại chị. Mưa ở bà con mình nè, ai có quà rồi thì mình về luôn nha. Dạ ba. Dạ rồi. À, bà về luôn đi để mưa. Dạ. Qua đây hỏi ông nè. Đây rồi. Chụp lại lại giùm em ơi. Đây nè, bấm vô cái nút này là chụp rồi. Con chào ông. Ông lên nhận chưa? À con lên nhận giùm cho ông ạ. À. Ông nhà gần đây không? À ông lên đây bao nhiêu rồi? 87 hả? Dạ là con nhận giùm ông rồi, hồi chở ông về đúng không? Để thôi ông tranh thủ ông về nha, để trời mưa nha. Dạ. Nãy giờ thấy ông ngồi đây. Dạ, bà bao nhiêu tuổi rồi? Bà 81 hả? Sao khóc? Sao khóc? Rồi. Sao khóc? Không khóc. Trời ơi. Bà hiện đẻ quá á, không biết cần xe điện thoại luôn. À, con mới đưa ạ. À? À, không khóc nha. Trời ơi, rất là xúc động, bà xúc động. Nguyễn Mạnh Thưởng. Dạ mời chú Thưởng ạ. Dạ mời chú Thưởng. Nguyễn Thị Thao. Dạ, đây đứa con. Nguyễn Thị Thao.
Tâm Hồng, Nguyễn Thị Tâm. Mời cô Nguyễn Thị Tám à. À, con gọi chú à. Quỳnh Châu, Trang Thị Thiết. Đây đi nhận dùm ghe đây. Trang Thị Thiết có không? Nhận dùm cho bố hả? Để nhận rồi không? Quỳnh Thị Ba. Rồi, ok, cảm ơn em. Thương Vận Trung đi. Trời ơi, đang bắt quà mà cái ngón nữa, thiệt tình à. À, con gửi chú à. Ngón anh trước. À, con gửi bà. À, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Nhà đây giữ vô để gió nó thổi nó bay một cái là rầu. À, con gửi chú à. À, chị, con chú. Chú, chị. À, con gửi chú à. Dạ. Bố đi đi. Dạ, con gửi chú à. Dạ, con gửi bà. Anh Ngọc Tiết. Bà năm nay bao nhiêu rồi? Rồi, tôi mang bài chi nữa, còn con bài nào cho anh nặng chưa? Dạ, đây chị. Dạ. Dạ, con biết là con khỏe như trâu rồi, cô yên tâm nha. Rồi. Dạ. Bà ai chở bà về? À, chờ người nhà qua đó hả? Chân bà bị sao? À, thần tinh tọa hả? Hãy ngồi chờ xíu nha. À, chúc thúc với mộng bớt hả? Bà có tiền vô chưa? Này là áo mưa đó bà. Áo mưa rồi điện thoại này cột lẹ bỏ vô trong bao. Rồi con đưa cho điện thoại, giữ điện thoại để nghe liên lạc đúng không? Rồi, ôi vô trong mình để mất nè. À. Rồi bà gọi điện cho con chưa? Gọi điện cho con rồi mà chưa lên nè. Dạ. À, bây giờ cô trở về đó hả? À, cô có má bị sao đây? Bị bướu từ nhỏ hả? Rồi bên đây nó xâm vậy luôn hả cô? Rồi mình đang uống nó bình thường không? Khó khăn lắm. À, bên nam mộ của con hả? Rồi, con biết không? Biết không? Dạ, cảm ơn cô. Vừa rồi con về quê, cô cũng theo dõi. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Và con mình ở đây cũng coi phim 100 he. Ừ, coi chứ. Dạ thôi. Dạ, con biết rồi. Cô tranh thủ chở bà về để mưa. Dạ. Thôi bà về nha. Dạ rồi. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ. À, chào mấy cháu luôn. Dạ rồi. Cảm ơn, chào cô ạ. Đây cô đi chở cô bà về giùm. Chân bà đi gần nhất kìa nhất nè. Nghe không? Rồi, xong. Hai mình nè, bây giờ mình sẽ dời xuống phố Hồng Minh cho mọi người. Đây là cái số tiền của hai anh ở bên nước ngoài gửi về. Hai anh là người con của Đức Phổ, nhờ mình phát cho bà con. Thì ngày hôm nay mình về mình cũng đã phát cho bà con xong rồi. Bây giờ xuống xã Phổ Minh. Phổ Minh là một cái nơi mà bị ngập rất là nặng của Đức Phổ. Cho nên là bây giờ mình sẽ xuống Phổ Minh và mình đi nhiều cái nhà bị hoàn cảnh khó khăn ở đây nữa. Ngày mai thì mình sẽ đi lên Sơn Tây. Ngày mốt là mình sẽ đi ra Nghĩa Hành và Sơn Hà. Nói chung là lịch trình là bây giờ tùy thuộc vào thời tiết bão nữa. Cho nên là bây giờ nó bắt đầu mưa và gió cũng rất là mạnh rồi. Nên là mình cũng tranh thủ mình đi để mình về nữa chứ không là sụp tối mất. À, bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người.